Xe đạp thể thao VIP chúng con xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn có đủ xe, đủ size, đủ màu của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại từ xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp nam, xe đạp nữ, xe đạp gấp, xe đạp touring thành phố, không thiếu chủng loại nào. Nhiều màu sắc, nhiều cấu hình, nhiều kích cỡ, nhiều mức giá. Và bạn đến với shop mua xe đạp rất đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần bạn đặt xe là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn, dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Và shop thì luôn nhập thêm nhiều dòng xe mới, nhiều thương hiệu mới, nhiều chủng xe mới về giới thiệu và bán cho bạn trên mọi miền Tổ quốc. Và trong video này, shop tiếp tục giới thiệu và bán cho bạn. Đây là những chiếc xe đạp phổ thông, xe đạp thành phố, xe đạp touring của hãng Vivente, model Sport 7500. Vâng, đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng Vivente được sản xuất mới nhất năm 2021, có cấu hình khung nhôm, sử dụng bộ chuyển động Shimano và đang có mức giá cực bình dân, rất dễ chịu và êm. Và với xe đạp điện touring Vivente Sport 7500 thì đang có 4 màu, shop đã nhập về đủ màu, đó là màu đen đỏ, màu đen xanh, màu đen cam và màu đen vàng. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào bạn xem màu đó, bạn thích chiếc nào bạn mua chiếc đó từ shop xe đạp thể thao VIP.com, rất đơn giản và dễ dàng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp touring Vivente Sport 7500 màu đen xanh. Và đây là chiếc xe đạp được sản xuất năm 2021 từ hãng xe đạp Vivente, được nhập khẩu nguyên thùng nguyên chiếc về tới Việt Nam, với cấu hình khung nhôm cao cấp. Và kiểu khung thì rất là khỏe, chắc chắn, chất sơn thì tuyệt đẹp, sơn bóng Sport 7500, các âm khung rất đẹp và tinh tế. Cô tăng tay lái bằng hợp kim và tay lái được thiết kế theo dạng thẳng cùng với cọc yên bằng nhôm, khóa cọc yên cũng bằng hợp kim nhôm luôn bạn nhé. Yên mút bọc da, có sẵn tay sừng đây, sẽ rất đẹp. Phuộc sử dụng phuộc thép cường lực cùng với cặp bánh của hãng Vivente, với vành nhôm hai lớp cao 3 cm, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp Meyer của hãng An Tài, một cặp Meyer thương hiệu. Lốp sử dụng lốp CT City, thông số lốp là 700 x 28 cm. Và tiêu chuẩn của xe đạp touring bạn nhé, 700 x 28 cm đây. Và xe đang được sử dụng hệ thống phanh đĩa trước sau với củ phanh của hãng Tông Ly. Sử dụng phanh đĩa như này thì bóp nhả rất nhẹ nhàng, cùng với dễ dàng kiểm soát tốc độ, bóp rất chắc tay, tay phanh liền tay đẻ. Và chiếc Vivente Sport 7500 này đang được trang bị bộ chuyển động Shimano chính hãng với tay đề số Shimano EF500, tay đề đĩa có 3 số điều khiển 3 tầng đĩa, và tay đề lip có 7 số điều khiển lip 7 tầng, tức là xe này có 21 tốc độ, bởi vì một đĩa sẽ chạy với 7 lip bạn nha. Gạt đĩa Shimano Touray TZ, gạt lip Shimano TI200, sử dụng lip 7 tầng của hãng DOT, xích sử dụng xích của hãng Lạc Lam, và bộ đôi đĩa bằng nhôm, 3 đĩa có chắn đĩa rất sạch sẽ cho người sử dụng. Và đùi này bằng nhôm, cốt vuông và sử dụng cốt bi bạc đạn, sắt trơn và trớn và rất bền, đạp rất nhẹ bạn nha, đạp rất nhẹ luôn. Vivente Sport 7500, đây là chiếc màu đen xanh. Vâng, xe rất đẹp, giá rất bình dân, giá rất mềm. Và bạn còn câu hỏi nào về chiếc xe đạp Vivente Sport 7500 touring này, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao VIP.com qua số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn và đến với shop. Bạn mua xe rất dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần bạn đặt hàng là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Có 4 màu cho Vivente Sport 7500 này: đen đỏ, đen cam, đen vàng và đen xanh để giới thiệu cho bạn. Bạn thích màu nào, bạn mua màu đó và sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao của chúng con vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.